không không tảng đá nó đâu có tảng đá ánh sáng được, à nghĩa là ngay ở cái đêm đó dạ là không có chưa có vô tới Huế, còn ở ngoài địa phận Hà Tĩnh. dạ Nói chung lên hôm đó chưa đi lên tới cái ngọn đèo nữa, mà chưa dạ đi tới đèo dạ đó, ở hôm đó ở suối đó, ở ngay cái con suối đó là cách đèo cũng xa đấy, dạ là đêm đó ở còn nhớ mãi cái điều này. Nói chung là nó cứ khởi lên là mình không có quên được, là do như vậy nè, dạ ở dưới cái ngọn suối đó dạ là đêm đấy đi thì đi cứ đi vòng 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 đi tới tối rồi mới tìm được cái ngọn suối để xuống dạ xuống suối đó, xong rồi ẩn ở trong đó nó ngồi, thầy mình để lên một viên đá ngồi. dạ Thì tới đêm đó là nằm dưới suối thì đá cứ trải như vậy nè, đá mình dạ nào với mấy to như bàn tay không, dạ mình mới nằm lên cái con với các thầy để là nằm lên những viên đá đó để ngủ. dạ Cũng trải có ai có bạc thì trải bạc lên, còn không có bạc thì nằm lên đá luôn. dạ Thì tới đêm thấy đau người nó đau quá, dạ đá nó cấn vào người nó đau quá, bắt đầu là thức dậy thì dạ nhìn thấy xong mà tự nhiên ở đâu có một cái ánh sáng kỳ lạ, dạ mà tưởng đâu là người ở ngoài đường đó, họ lấy đèn họ pha vô người mình dạ nên mà nhìn ra đường thì lại không thấy ánh sáng hết. dạ Nhưng mà ánh sáng đấy nó lại là ở bên ngay chỗ mà thầy Minh Tuệ thầy đấy đang ngồi, dạ nó kỳ lạ như vậy á. Cho nên là cứ mình cứ nhìn sang ngay cái chỗ sáng đấy là ở trên đó cái ánh sáng đó nó cứ nhịp nhàng rồi dạ nó không có chỉ thẳng nữa. dạ Và cái lúc mà mình quay người ra thì anh thấy vừa quay người ra vừa là ánh sáng nó chỉ thẳng xuống ngay chỗ thầy thầy ngồi luôn, dạ nhưng mà ánh sáng đó là không phải là sáng trăng dạ mà cũng không phải là đèn hay là ai bay ngang đó họ đội vô được thì đâu có vô lý dạ đó. Nên là biết được cái ánh sáng đó là nó điều gì đó kỳ lạ thôi. dạ Với lại ở như vậy tới sáng đi thì cái ngày hôm đó thì tới sáng đi thì cái thầy Minh Tuệ rất là khỏe, dạ khỏe lắm, dạ khỏe hơn cái lúc đầu. dạ Còn cái hôm đi xuống suối đó là thầy Tuệ đã mệt mỏi rồi. dạ Đó thì những cái câu chuyện mà thầy kể về thầy Minh Tuệ mà có kể đấy, là nói chung là Việt Nam mình là chuẩn bị có Phật gì nãy thầy kể đấy. À, cái đó là thầy Minh Tuệ là nói cái lúc đang đi ở trong kia đi qua khỏi cái con cái đoạn đó là đúng rồi, đúng đúng rồi, lúc đó đi đến đầu Hà Tĩnh, À, đâu đến hả đầu Tính? Hà Tĩnh là Dạ. cũng gặp khó khăn á, Dạ. không có người đi theo cản trợ. Thì có hôm là thầy Tuệ nói là tới cái ngày Phật Di Lạc tái sanh á, À, thầy Minh Tuệ lại biết cái điều đó Phật hay vậy đó. Phật Di Lạc tái sanh hả? Dạ thầy Là Tuệ nói vậy nhưng mà không biết sanh ở đâu, thầy dạ Minh Tuệ nói vậy. Thầy Minh Tuệ nói chẳng lẽ là bây giờ đi đông như vậy chẳng lẽ Phật Di Lạc trà trộn vào trong thằng đoàn đi sao, dạ thầy Minh Tuệ nói như vậy. dạ Nhưng mà con người con cũng không biết, nhưng mà có khi đang nghỉ mệt á, dạ bữa trưa đang nghỉ mệt thì thầy Minh Tuệ nói như vậy. Nói chung kể thầy cái lời của thầy Tuệ kể thì thầy thì lúc vừa kể thầy Minh Tuệ hay mỉm cười, dạ là cái đó là cũng nhớ dạ nhớ chứ sao đâu có quên được. dạ Nhưng mà cái nỗi nhớ mà nó nhớ nhiều nhất đó, nó khó quên đó là ở cái ngọn suối thôi, cái ngọn suối mà phát sáng. dạ là cái đó là nhớ trong đầu luôn hả thầy? Dạ tại vì thật ra đi mấy hôm nay thì xóa đi nhiều cái lắm, dạ cứ hàng ngày đi như hôm nay nói chuyện với ai đó là cái lúc mà mình đi thường hình như là nó xóa ở trong những cái nghĩa địa dạ thường thường đi, nhưng mà là xóa hết. Với lại các thầy đi chung thì con cũng chia sẻ luôn, có nhiều người hỏi tại sao mà con không có tìm tới các thầy dạ hoặc là không có tìm tới sư Minh Tuệ sư thầy để mà gặp lại, dạ thì con cũng chia sẻ cho mọi người là do là con cũng là một người giác ngộ. Với dạ lại mọi người cứ nghĩ đi, trên thế gian này đi tu đâu có phải một người tu đâu, dạ đâu có mình biết thầy Minh Tuệ là con học theo thầy đó là đạo hạnh của thầy là một đức hạnh tốt, dạ con chỉ học theo đức hạnh của thầy thôi dạ chứ con không có thể nào mà đuổi theo tìm thầy Tuệ hay là con biết ở đâu đó có một vị thầy nào đó dạ con sẽ tìm người ta thì đâu có nên. dạ Với lại trên trên thế gian này theo con biết đó, thì trong kinh ngày xưa rất là nhiều vị tu thành chánh quả, dạ nếu mà mình cứ đi tìm theo một người như vậy thì mình bỏ lỡ lại những ngày tháng mà mình không tu tập, dạ cứ tâm hồn của mình nó sẽ cứ đuổi theo cái đó mãi đâu có nên đâu. dạ Cho nên là không tìm ở chỗ đó. À, rồi thì chúng ta
có nhiều điều chia sẻ, đó là còn chúc cho mọi người tốt đẹp thôi. Dạ. Con mới tu thì con cũng không có biết cái gì nhiều để chia sẻ. Dạ. Mới thì mình đang khổ khổ luyện, rèn luyện cái thân tâm của mình để cho nó được sạch sẽ. Dạ. Mà đừng có lúng vô trong những cái bùn lầy nữa. Dạ. Cái lúc chưa tu thì mình cũng đâu có được tốt đẹp. Dạ. Cũng, nói chung là ai cũng có quá khứ đúng không thầy? Dạ, quá khứ, cái quá khứ thì nhiều, quá khứ thì rất là nhiều quá chứ. Dạ. Người trên thế gian này tồn tại thì nhiều cái quá khứ lắm. Dạ. Cái quá khứ lúc mới sinh ra này, rồi nhiều khi những cái ký ức đó nó cứ khởi khởi lên đó, nhưng mà người con đi tu hành như vậy là con xóa hết rồi. Dạ. Bây giờ chỉ có nghiệp chướng xuất ra, đó là mình đã, nếu mình chưa tu đó, mình có làm gì sai thì bây giờ mình tu đó, là cái điều sai đó nó sẽ xuất ra, nó thành nghiệp. Dạ. Nhiều khi đi ở ngoài đường á, có những người người ta nhổ nước bọt lên đầu mình á. Dạ. Bị rồi bây giờ người ta chửi mắng, rồi có người họ này kia họ đuổi mình, họ không cho mình đi chỗ đó. Dạ. Hoặc là tới ở nghĩa trang á thì có hôm á, họ ném đá, hoặc là họ lấy cây á, họ cứ cua á. Dạ. Họ dọa ma. Dạ. Dọa cho mình sợ để mình chạy. Nhưng dạ. Con thì thật sự đã xuống tóc như vậy á, là không không còn cái điều gì sợ hãi, kể cả bây giờ người ta đến đêm mình nằm đó, họ tới họ giết mình luôn cũng được. Dạ. Chỉ là người giết thôi chứ ma đâu có giết được. Dạ. Yeah. Chắc là nếu mà ai mà tới giết mình nữa là con người sống họ giết thôi. Dạ. Yeah. Đó, cho nên là nói chung là những gì mà đi chung với sư sư phụ đó, là sư Minh Tệ đó, thì là sư huynh Minh Tịnh Độ là cũng nhớ rất là kỹ về sư sư phụ Minh Tệ nha mọi người. Đó thì sư huynh Tịnh Độ cũng nhớ nhất là một cái lần ở trong con suối đó. Đó là sư phụ là sư Minh Tệ là ngồi tỏ một cái ánh hào quang từ trên trời đó, đúng không sư? Đó thì cái ánh sáng ở ngoài không gian chĩa vào. Dạ. Thế nên lúc mà nói về tỏa hào quang thì con chưa thấy, nhưng mà ánh sáng nó ở ngoài không gian soi vào người thầy Minh Tệ. Soi ngay vào người thầy Minh Tệ là lúc ban đêm hay gì thầy? Lúc đó thì nói chung là cái đêm lúc đó là có tầm 12 giờ đêm rồi. 12 giờ đêm hả? Ừ, nó chứ cỡ 12 giờ hoặc là trên 12 giờ. Là một cái ánh sáng mà tỏa vô trong người thầy. Là như vậy nè, nằm nghĩ tới đó là nằm lúc cỡ tầm 9 giờ đến 10 giờ thì con thấy cũng có người ngủ. Dạ. Tới 11, 12 giờ là họ ngủ hết rồi. Dạ. Nhưng mà lúc đó con cứ mình cứ phập phồng á. Dạ. Cái tiếng nước chảy không có ngủ được. Dạ. Nên là thấy ánh sáng đó xong rồi hồi sau rồi cũng mới ngủ được đó chứ. Thấy, dạ. Thấy vậy không dịch nữa thì mình. Dạ. Đó thì nói chung là sư Tịnh Độ vẫn đang đi trên con đường mà hành tu khổ hạnh đó mọi người. Thì hôm nay thì sư cũng rất là khỏe, nói chung là cũng đi được dài hơn và xa hơn. Mà hôm nay là sư còn phải đeo thêm hai cái thùng nước nữa mọi người, là trên người đó. Đó thì con đường mà khổ hạnh đi theo thầy Minh Tệ thì rất là khó. Đó thì thầy sư Minh Tệ nè, sư Tịnh Độ này là học được tới đâu thì theo thầy đến đâu thì hãy đến đó thôi mọi người, đúng không thầy? Chứ dạ, mình cũng có duyên là khổ hạnh như vậy thì con cũng chia sẻ thêm một điều là như vậy. Dạ. Nó có một cái điều khó khăn ở chỗ là không phải mình thấy ai đi như vậy mình đi theo là khuyên mọi người đừng có nên. Dạ. Trước khi con biết chắc là cũng có nhiều người sẽ bắt tâm đi. Dạ. Nhưng mà cái này là con chỉ chia sẻ thôi, nói chung là trước khi mà mọi người xuất gia. Dạ. Thì mình cứ rèn luyện cái thân tâm của mình đã, coi dạ. Mình có còn sợ hay không. Dạ. Nếu mà mình sợ chết hay là sợ đau thì mình sẽ không đi được đâu. Dạ. Còn con đây đi là con xác định là bỏ mạng rồi. Dạ. Tu thì nói chung là con cũng biết chắc là mình nó khó. Dạ. Không phải là nó dễ đâu, nhưng mà nó khó nó cũng là dễ, nó như dạ. Nó nằm ở ngay cái chỗ là cảm giác không á. Dạ. Mình không sợ đau, mình không sợ này sợ kia nữa. Dạ. Tại vì sợ nó sẽ khỏi lên tâm tà. Dạ. Đó, sợ quá thì nó sẽ thành tà tâm. Dạ. Chứ mình cứ bình thường thôi thì nó là bình thường. Dạ. Nhưng mà tu là để đạt tới cảnh giới bình đẳng, với bình thường, bình đẳng. Xã dạ. Hội này nói chung là xã hội là cũng một cái điều mình phải xa lìa. Dạ. Nói muôn ngàn cái khổ đau ở trong đó mình mới xa lìa được. Dạ. Thì mình mới đi được. Dạ. Rồi đi thì mình phải cũng phải vượt qua thử thách. Đó là ở Nghĩa Trang này, ở từng núi, nhưng mấy hôm nay là con
ở đủ hết rồi, dạ rừng cũng ở rồi, rồi núi cũng ở rồi, rồi nói chung là nhà hoang thì cũng ở rồi, dạ rồi nói chung là ở những cái chỗ nào cũng trải qua hết rồi. Dạ nói chung là sư tịnh độ hôm nay là đi từ lúc mà đi hoài Quế tới giờ đó thì vẫn đi trên con đường mà theo sư phụ Minh Tệ luôn đó, thì thầy vẫn đi mỗi ngày, nó luôn chung là mưa gió thì sư huynh tịnh độ là núp hay sao không hay là như thế nào? Mưa thì có hôm mưa to quá thì vẫn ẩn vô nhà hoang hay là dạ. chỗ nào đó, còn mưa bình thường thì vẫn đi. Dạ nói chung mưa không có quan trọng, tại vì chủ yếu là cái hành lý của mình thôi. Dạ ước y hết đó rồi phải tìm chỗ không có người để vô đó, ở trong đó đó. Dạ nên là cái điều đó thì cũng khó nói. Dạ nên là lúc mà mình không mang y nữa thì dạ. chủ yếu là mưa thì mình đi được đó thì đi, còn không đi được thì ẩn vào cái chỗ nào đấy mình trú. Dạ nó không có liên quan gì tới giới luật hết. Dạ nhưng mà nếu mà đang đi như vậy mà đã bị mưa ướt rồi thì đi luôn. Dạ còn không ướt thì thôi. Đó thì thầy nói chung là đi mỗi ngày, là hôm nay chắc cũng là nhớ chắc các huynh đệ không sư, các huynh đệ mình đi chung một thời gian á. Nhớ thì thật ra là không có điều gì để nhớ. Dạ tại vì mình nhớ họ cũng có ích lợi gì đâu. Dạ đúng không, cái đó nhớ nhung đó là còn trên thế gian này nhớ nhung là sinh ra phiền não. Dạ nhớ thì sinh ra u sầu đó ở trong đó luôn đó. Dạ nên là người xuất gia thì mình nên hủy diệt nó ở trong cái tâm á. Dạ cái khi nào mà gặp lại thì mình cũng phải hỏi, gặp dạ. lại cũng hỏi thầy khỏe không, thầy có ổn không. Dạ gặp thì hỏi mấy lời như vậy thôi. Dạ chứ mình đi bộ mà làm sao mà biết họ ở đâu mà tìm. Dạ người ta nói tìm người trong bể khổ đó. Dạ đó là có thật. Dạ cho nên là sao mà tìm được ở trong bể khổ này thì người khi đã trà trộn vô đó thì có hôm đi ở ngoài Huế đó đi cũng thấy gì đâu mà tới 10.000 người đó thì làm sao mà tìm được các thầy. Dạ thì đông lắm. Dạ thì ở ngoài Huế vừa rồi thì rất là đông, mà cái ngày mà cái đêm đó thì sư phụ cũng biết rồi, cũng biết là hôm nay là tất cả mọi người sẽ có thể bị giải tán đúng không thầy? Đó thì nói chung là cái lúc đó thì thầy nói như vậy thì con cũng đoán ra thôi. Dạ mình đoán ra thôi nhưng mà không ngờ đó là sự thật. Dạ thầy nói là sáng sớm thầy hỏi thăm. Dạ thầy tệ hỏi thăm là hỏi thăm con là sức khỏe như thế nào rồi có ổn dạ. không. Dạ thầy con nói là hôm nay đỡ đau nhiều rồi. Dạ thì thầy biểu là thôi cố gắng đi về trong xếp hàng vào đi chứ không là sẽ mất, có nghĩa là mất đó, cái từ mất đó nghĩa là mất là xa lìa đấy. À nhưng mà đối với con cái điều đó là nó quá bình thường thì dạ. nhưng mà xong rồi nhưng mà mình nghĩ là thầy ẩn cư thôi. Dạ. Nghĩ là thầy đi vào rừng. Dạ chứ đâu có ngờ là chia tay là như vậy đâu. Dạ nói chung là sao cũng nghe nhiều người họ bàn tán tới. Dạ rồi con nói thôi kệ đi, mình bây giờ tu rồi thì không nên bàn tán với cái vấn đề nào đó mà nó cũng có thế gian nữa, tiếp tục. Dạ dạ tiếp tục. Dạ lại không có chê khen với lại không có chê người này họ tu sao, mình cứ kệ thôi, mình cũng biết là mình có tu được hay không mà mình đi chê người ta đó. Dạ. Là cũng có nhiều người nói với con thầy kia dở thầy này đấy rồi nói liên quan tới những cái tụ chuyện gì đó thì con không có tham gia vào. Dạ tại vì sao con biết được là trên thế gian này có chùa đồ này kia là người ta có từ cách đây cả ngàn năm rồi, lúc dạ. chưa sinh ra nữa. Dạ. Có những ngôi chùa cổ tự á. Dạ. Cho nên là cái đó người ta xây ra để họ tu tập. Dạ. Ví dụ như những thầy tu ở trong đó là họ là tu ở trong chùa. Dạ. Còn mình không thích không tu ở trong chùa thì mình đi ra ngoài mình tự tu khổ hạnh đâu có liên quan gì đâu. Dạ. Tu với tu thì bình đẳng. Dạ. Đó cho nên là mình gặp cái thầy đấy thì mình cũng tôn kính họ, kính trọng họ là cố gắng cầu chúc cho các thầy tu thành chánh quả. Dạ. Thầy đổ lại cho con để con tu thành đó vậy. Dạ. Thôi nhưng đâu có mình không có tham gia vô mình nói mấy cái điều đó. Dạ đó thì sư sư huynh đệ là tịnh độ thì cũng chia sẻ và về sư phụ là cũng kể về là nhớ về những ký ức mà thấy một cái hiện tượng lạ đấy là
ngay ngay trong đêm 12 giờ đêm á mọi người. Đó thì đến đây em xin kết thúc video ạ. Quý vị khán giả đã được nghe sư Tịnh Độ là đi theo thầy và coi như đi đến cái địa điểm giáp danh Huế đêm cuối cùng của ngày mùng 2, thì sư đã chứng kiến tất cả và coi như là giống như một vài chăn trối lại, dạng như là thầy nói lại, giống như sáng thầy cũng hỏi thăm và thầy cũng có nói vài lời. Chắc có lẽ là có một cái linh cảm. Cho nên là sao mà thầy Tịnh Độ này bây giờ hiện tại vẫn đang đi bộ hành và coi như cũng chia sẻ rất là hay. Nói chung là thầy cũng quyết tâm, cũng đang quyết tâm để tu tập. Và coi như là rất là tôn kính thưa sư Minh Tuệ. Và thầy đã nghĩ là và nhìn thấy có một cái tia sáng, thì cái đó thì cũng thì khả năng là cũng đúng, mà khả năng thì coi như là cũng là coi như cái tia sáng nào đó. Nhưng mà ngay lúc 12 giờ đêm thì sư đã nhìn thấy là một cái tia sáng là dọi vào người, dọi vào thầy Minh Tuệ. Cho nên là sư có nhìn thấy và coi như từ đó khả năng là sư sẽ đức tin hơn và sư sẽ cố gắng tu tập cũng như là cố gắng nhiều hơn. Phải coi như phải có đức tin. Nói chung bên nào cũng có đức tin hết. Khi mà đức tin mà nó coi như là quý vị khán giả mà đã tin vào coi như là vì Phật hay là bên đầu Thiên Chúa thì là Thiên Chúa, thì coi như là tin thì sẽ là nhìn thấy. Thì coi như sư cũng đang cố gắng tu tập, cũng không có đi gặp các sư huynh đệ này kia kia nọ, chỉ biết lo tu tập con đường của mình thôi. Cũng bắt chước giống như là học tập giống như là sư Minh Tuệ ngày xưa, đúng không quý vị? Thì như vậy là rất là tốt. Nếu mà ai mà cũng được như sư Tịnh Độ này thì coi là tốt quá rồi. Ai cũng làm chủ được bản thân và đều có sự là cố gắng, quý vị ha. Thì sư chia sẻ cũng rất là hay, đúng không quý vị? Rất là hay. Và coi như là mọi sự cố gắng nào, coi như là thầy sư nói ra là coi như là mình cũng thấy là sư đang cố gắng rất là nhiều, đúng không quý vị? Còn thầy Minh Tuệ thì cũng rất là quan tâm các sư huynh đệ, rất là quan tâm, cũng hỏi an này kia nọ, và như vậy là quá, như vậy là coi là cũng là quan tâm đến huynh đệ đó quý vị.